anh chàng được nhắc tới ở đây là Nguyễn Minh Kha, 40 tuổi. Trước khi đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, anh Kha mới chỉ trải qua một mối tình kéo dài tới 4 năm. Anh Kha thành thật chia sẻ rằng mình vô cùng nhát gái và rất rụt rè trước đám đông. Sự nhát gái của anh đã được thể hiện ngay thời điểm khi hàng rào ngăn cách giữa hai bên mở ra. Anh Kha không dám quay lại nhìn thẳng dung nhan người được mai mối với anh trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò. Thấy vậy, ông Mai Quyền Linh liền đi tới, hối thúc anh Kha cần mạnh dạn hơn nữa khi đối diện trực tiếp với đối phương. Trái ngược với sự rụt rè của anh Minh Kha, chị Nguyễn Thị Ngọc, 39 tuổi, lại tỏ ra là người con gái khá dạn dĩ. Chị Ngọc chia sẻ bản thân là người thích buôn bán, vì mãi tập trung làm ăn nên chị đã bỏ lỡ cái duyên của mình. Khi gặp trực tiếp anh Kha, chị Ngọc thẳng thắn chia sẻ mình không thích về quê, anh Kha đang công tác tại Cần Thơ mà muốn phát triển sự nghiệp ở Sài Gòn và cũng không thích làm dâu. Bước vào thời điểm quyết định, đa phần người xem đều biết trước kết quả, chị Ngọc đã không bấm nút đồng ý hẹn hò với anh Kha. Chị chia sẻ anh Kha là người tốt, hiền lành thế nhưng chị không rung động trước anh. Bạn Muốn Hẹn Hò, cặp đôi Nguyễn Minh Kha và Nguyễn Thị Ngọc.